Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia. Long Factory 714 444 bạn so sánh. Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 714 985 9999 và 714 657 7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ một đồng. Good morning, cùng với quý vị đến với chương trình của cà phê sáng của Lý Sài Gòn TV. Ngày hôm nay là ngày thứ năm mùng 2 tháng 12 năm 2021. À um, xin chào uh, anh Thái ngày hôm nay. Chính chào quý khán giả, chào anh nguyễn trường À yeah. uh, mở đầu bản tin ngày hôm nay đó thì uh, chúng tôi lái xe trên đường Bonza, thành phố Westminster để đi làm sáng hôm nay thì thấy sương mù và từ chiều tối ngày hôm qua vào khoảng 6 giờ chiều thôi thì đã sương mù dày đặc luôn. À uh, cái thời tiết nó lạ lắm quý vị à, chiều sớm lắm mới năm sáu giờ thì đã thấy không khí của sương mù nó tràn vào thành phố rồi sáng sớm hôm nay đi làm thì cũng thấy sương mù nữa nhiều người nói là à, thời tiết mà có sương mù như vậy đó thì là một ngày nắng nóng nhưng mà ngày hôm qua đâu có nóng lắm đâu đó cũng có sương mù nhưng mà không có nóng lắm à, thời tiết hôm nay cũng giống như vậy à, thời tiết thì cũng khoảng 70 mà thôi thì đó là cái thời tiết tại miền nam California Trở lại với những cái bản tin nóng vào sáng ngày hôm nay đó thì uh, ngày hôm qua cái vụ uh, em học sinh lớp 10, 15 tuổi cầm súng vào trong trường bắn các học sinh khác đó thì mới đầu thì chỉ có 3 người chết và 8 người bị thương nhưng ngày hôm qua thì cập nhật lên là 4 người chết và 7 người bị thương. Uh, ngày hôm nay báo chí đưa tin là trước đó một ngày và vài giờ thì đã có hai lần nhà trường phải gọi phụ huynh của em này lên tại vì họ lo lắng về những cái hành động khả nghi của em này trong trường nhưng mà họ không nói rõ là họ nhìn cái cái cách nào mà mà nghĩ rằng là em này đang có ý định làm cái gì đó cho nên họ mời cha mẹ lên nhưng mà cái cái lần đầu mời đó thì không có cha mẹ lên. Lần thứ nhì chỉ cách đó trước khi cái vụ bánh xảy ra vài tiếng đồng hồ thôi thì có cha mẹ lên và hai bên đã ngồi xuống nói chuyện với nhau. Em này bị kêu lên văn phòng của hiệu trưởng để nói chuyện thì um, sau khi đó thì em này được nói là được an toàn để trở lại lớp học rồi mới xảy ra cái vụ bắn em mới đầu là em bắn ở gần một cái phòng vệ sinh sau đó em di chuyển ra tới cái hành lang và bắn thêm một vài người nữa thì cái câu chuyện đó đang được điều tra ngày hôm nay và cái cây súng đó là cây súng 9 mm của bố của em này thì cái công cái công chuyện điều tra của cảnh sát đó vẫn đang tiến hành À, bây giờ ngày hôm nay thì à, thưa anh thái à, sáng nay ra mở tin ra đó thì nhiều báo chí nói rằng là chính phủ chỉ còn có à, 24 tiếng đồng hồ nữa trước khi mà phải đóng cửa vì ngân sách quốc gia vào đêm ngày thứ hai à, thứ sáu ngày mai nếu mà không có một cái chương trình ngân sách mới đó mà kéo dài cho tới tháng 2 đó thì chính phủ sẽ đóng cửa vào tối ngày mai thế chuyện nó bình thường năm nào cũng thế thôi. thì trước giờ thời của ông Clinton cũng có vấn đề, thời của ông Barack Obama cũng có thời gian như vậy rồi tới ông Donald Trump cũng phía bên Cộng hòa Dân chủ cứ dọa nhau là sẽ đóng cửa rồi tới ông Joe Biden đó là chính trị của Mỹ mà chính nhờ như vậy cho nên người dân được hưởng. bởi vì nếu không đó một đảng mà kiểm soát hoàn toàn thí dụ Cộng sản Việt Nam chẳng hạn thì người dân sẽ không có lên được tiếng nói nào cả. còn đang nay Cộng hòa Dân chủ họ cứ ép nhau một cái thế đó họ chèn nhau chứ. Và nếu mà anh 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 đưa ra một kế hoạch như vậy, phía cộng hòa chúng tôi không đồng ý, bởi vì chúng tôi đại diện cho những người cử tri tại của tiểu bang chúng tôi, tại thành phố chúng tôi, có đó nó thiệt hại đến quyền lợi của người cư dân chúng tôi, chúng tôi chống. À, thành thử là tôi xem cái tin mà bảo ngày mai có thể đóng cửa hay không đóng cửa nó bình thường lắm. Những người nào đã từng sống tại DC rồi thì thấy rằng cái không khí sắp sửa đóng cửa nó có cái nhộn nhịp của nó. Bởi vì tại sao? Sáng ngày chúng ta sẽ thấy đường phố nó vắng hơn, một số cơ sở không có đi làm cái vấn đề đó là họ dọa như vậy thì cái vấn thành phần bị kẹt nhất là quân đội bởi vì không được trả lương đúng giờ đúng giấc những thành phần công chức liên bang không được trả lương đúng giờ đúng giấc và có những cái bộ phận của chính phủ liên bang khi mà đóng cửa như vậy họ không được ra khỏi thành phố lý do tại sao phải không có chuyện gì thì sao họ phải ở lại Đâu? nghỉ thì nghỉ không có lương ở nhà nhưng mà nhân cơ hội này chúng tôi đi california chơi cho hạn là không được vẫn phải nằm lại tại washington dc thì một trong những lý do mà đảng cộng hòa muốn muốn gài chân đảng dân chủ trong cái cuộc bỏ phiếu ngày mai đó là cái gì họ bảo là không biết được cái chuyện ông Joe Biden từ riêng biệt muốn xin cái khoản tiền khổng lồ để mà ông bắt tất cả mọi nhân viên liên bang phải chích um, vaccine covid 19 cái đó nó, nó nó vi phạm luật ghê lắm nó phạm hiến pháp vân vân đủ thứ Nó bảo là trong cái thảo luận về ngân sách ngày mai đó không có cái chuyện mà, mà, mà kèm theo cái khoản tiền chích uh, vaccine covid 19 được bởi vì nếu không đó tại sao bởi vì nếu mà chiếc vaccine covid 19 mà thành công á, cái số bệnh nhân nó giảm đi, ai hưởng, cái dân được hưởng đúng không? Đúng. Nhưng mà về mặt chính trị thì ai có lợi? Hãng các người... ông Joe Biden có lợi. Đúng. Tức là ông Joe Biden chứng tỏ với dân chúng thấy rằng ông ấy là người có được một cái chính sách mà bảo đảm được rằng cái con covid này nó không có còn nguy hiểm như cái thời của ông Trump chẳng hạn. Ông có thể vận động tranh cử ông nói như vậy. Người dân người ta chỉ nhìn vào cái kết quả trước mắt thôi. Tha hồ muốn nói gì thì nói Nhưng mà bây giờ người ta thấy ừ, Giáng sinh tới nơi rồi ờ, Nhờ cái chương trình chích vaccine đó Mà mọi người ăn uống thoải mái Như ông Anthony Fauci cũng nói rồi đó Là một Thanksgiving vừa rồi đó Là trước khi xảy ra cái vụ con ông Macron Ông bảo quý vị mà đã chích vaccine rồi Thì đừng phải mang khẩu trang nữa Gia đình túm tụm họp lại với nhau vui vẻ Thì bây giờ người dân người ta thấy rằng một ông tổng thống mà đạt được một số thành quả như vậy thì người ta sẽ bầu trông nữa. Thành thử ra phía bên Cộng Hòa cũng ngáng chân. Rồi chúng ta sẽ thấy ngân sách cũng được thông qua, cắt cái này chút, đắp đầu kia một chút. Nước Mỹ không thể nào có cái chuyện đóng cửa chính phủ liên bang lâu được tuần, 10 ngày, cùng lắm là vài ngày thôi. Thì xin thưa lại đó là cái nét đặc trưng của nền dân chủ Hoa Kỳ hai bên gắn trên nhau chơi thôi. Nhưng mà khi mà nói rằng là đóng cửa chính phủ như vậy đó, thì những cái người như dân bình thường như mình đó, mà nộp đơn đi xin quốc tịch hay là uh, ngày tuyên thệ để đi thành quốc tịch Mỹ đó, thì sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị kéo dài. Cái đó, những cái vấn đề kéo dài là bao lâu? À. Cái chuyện là như thế này này, tất cả những bộ sở của chính phủ liên bang mới bị ảnh hưởng, còn nếu của tiểu bang thì không bị ảnh hưởng. Tôi đưa một cái thí dụ. Ngày hôm đó có một phiên xử của một ông tòa liên bang mà chính phủ đóng cửa thì ông không làm việc. Nhưng mà ngày hôm đó nó là phiên xử của một ông thẩm phán tiểu bang thì tiểu bang cứ tha hồ làm bởi vì nó không phải là cái gì thuộc về liên bang. Tất cả cái budget này là budget của toàn nước Mỹ uh, cho một ngân sách năm 2022. Uh, nhiều vấn đề lắm, tôi đưa một cái thí dụ là bây giờ Bộ Quốc phòng của ông um, Lloyd Austin chẳng hạn, khi mà ông đưa cho chỉ thị nhân viên của Bộ Quốc phòng là soạn ngân sách cho năm 2022 có những ông tướng bảo chúng tôi thấy rằng tại cái khu vực somalia như vậy đã cần phải tăng quân thêm thì họ đưa vào trong ng ng ngân sách của bộ quốc phòng những cái khoản tiền cho bên somalia thì phía bên quốc hội đó họ nhìn cái đó sang họ bảo không các ông xin nó làm gì somalia không có vấn đề gì cả họ cắt đó, tranh cãi nhau về mặt uh, ngân sách xong về phía bên giáo dục bảo là chúng tôi cần thế phải làm chuyện này cho giáo dục thì bên quốc hội bảo không cái chuyện này không được Xin thưa với anh Trường rằng cái vấn đề thảo luận ngân sách đó, nó các vị dân biểu nghị sĩ họ cứ chăm bẩm cái chuyện đó để làm gì để họ nói với cử tri tại địa phương của họ đó. Tôi đang làm cái chuyện đó có lợi cho quý vị. Cái ông mà mình, hiện nay là ông ông dân biểu từ bang West Virginia mà ông chống cái cái dự luật của ông Biden tối đa là ông Mochin hay là tôi quên mất cái tên ông nguyên họ của ông. Tại sao ông chống biết không biết Bởi vì trong cái chương trình mà gọi là ngân quý 500 tỷ Mỹ Kim của ông Biden đó là dành ra để chống về sự thay đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến kỹ nghệ nước Mỹ ảnh hưởng đến đời sống của Hoa Kỳ. Nhưng mà ảnh hưởng cái gì? Là những cái tiểu bang nào sống bằng các kỹ nghệ than than đó, tức là bằng những cái um, nguyên liệu hóa thạch. Bây giờ người ta vẫn phải sống. Không biết bao nhiêu công nhân từ phía West Virginia đang sống bằng cái kỹ nghệ hóa thạch đó, tức là than đá. Bây giờ ông Biden mà ông ông đưa 500 tỷ ra xong ông cắt giảm tất cả những cái khoản mà tài trợ những cái đó hoặc là giảm đi cái khí thải nhà kiến chẳng hạn thì công nhân của cái vùng West Virginia đó họ sẽ phiền ghê lắm thì cái ông đại diện ở vùng đó ông sẽ chống tới cùng ông bảo cái nào mà đưa ra bỏ phía về cái chuyện 500 tỷ đó là ông chống mặc dù ông là người của đảng dân chủ thì đó là cái luật trời của chính trị của à, cho nên khi em thấy là từ hồi giờ mình định cư ở Hoa Kỳ cho tới bây giờ đó thì cứ mỗi lần mà tới cái kỳ mà soạn thảo lại cái ngân sách cho năm mới đó thì lúc nào cũng có một bên chống và một bên binh. Rồi sau đó là cái hù dọa nhau là sẽ đóng cửa chính phủ tới nửa đêm hôm nay nếu mà không có ngân sách mới thì sẽ phải đóng cửa. Thì cứ như vậy hoài kéo dài thì cái thời gian nó cũng có là 5 ngày, 10 ngày gì đó. Rồi sau đó lại có một cái ngân sách nó cũng được hoàn thành như thường. Đó, chứ nên không có chuyện đóng cửa ngân đóng cửa chính phủ mà đóng cửa lâu dài cả tháng được. À, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay. Cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm! Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Loan Factory 714 444 -999. Khách bạn so sánh Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480-714-756-1070 Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một crispy chicken sandwich chỉ một đồng. Trở lại với phần 2 của cà phê sáng ngày hôm nay thì chúng tôi đang nói ở trong phần đầu là ngân sách của quốc gia à, của Hoa Kỳ à, đang là được bàn cãi Và nếu mà không có cái ngân sách mới kéo dài cho đến tháng 2 của năm 2022 đó Thì văn phòng chính phủ liên bang phải đóng cửa vào nửa đêm ngày thứ sáu tức là ngày mai à, Thế nhưng em có một cái thắc mắc thưa anh Thái là Thí dụ như là ngân sách của liên bang vậy đó rồi còn chính quyền của tiểu bang họ có ngân sách hay không hoặc là họ có bàn cãi giống như vậy hay không hay là của thành phố đi quận hạt đi thì họ cũng có một cái chương trình ngân sách là phải là chi tiêu làm sao lấy từ đâu ra vân vân đó thì họ có bàn cãi giống như là liên bang hay không chúng ta phân biệt hai thứ à, thứ nhất là nước mỹ hay cái chỗ này một cái chính phủ liên bang đó họ chỉ có đặc trách nhiều vấn đề mà liên quan đến toàn quốc gia những cái chuyện của tiểu bang họ để cho tiểu bang làm một ông tổng thống mỹ đó có quyền quan trọng nhất là quyền điều động quân đội bởi vì ông là tổng tư lệnh tối cao quân đội nếu mà đánh nhau ở đâu đó là quyết định của tổng thống quyết định của tổng thống xong thì phải đưa ra quốc hội biểu quyết thì cái ngân sách đó là ngân sách của quốc hội liên bang không có liên quan đến tiểu bang cả cái điều thứ hai là về vấn đề ngoại giao nước mỹ tổng thống và bộ trưởng ngoại giao thay mặt cho nước mỹ để được giao tiếp bên ngoài thì đó là ngân sách của, của liên bang ông bộ trưởng về tài chính hay là ngân khố đó đó là của liên bang còn bất kỳ một tiểu bang một thành phố một quận hạt nào họ có ngân sách riêng của họ cho nên anh, trường không để ý à chúng ta đóng hai loại thuế thuế liên bang để cho các chi tiêu của chính phủ liên bang thuế tiểu bang là để cho tiểu bang có tiền chi tiêu ngoại trừ như texas họ không có thuế tiểu bang florida họ không có thuế tiểu bang bởi vì họ có đủ tiền rồi nhưng mà Tất cả những năm nào ông vậy, dân chủ của California, cộng hòa từ California cầm quyền, ấy, họ đưa ra một số những cái dự án về dự luật về tài chính. Họ thảo luận với nhau xong cũng phải biểu quyết. Cho nên anh trường đi bỏ phiếu những cái kỳ mà dưới nhiệm kỳ đó, có để ý là ngoài ông dân biểu, ông nghị sĩ là chúng ta có mấy chục cái loại dự án mà chúng ta phải bỏ phiếu. Thì họ có bảo là quý vị có đồng ý là bỏ một cái khoản tiền này ra để xây một cái trung tâm văn hóa tại Orange County hay không? hỏi ý kiến dân chúng thì đó là vấn đề ngân sách của tiểu bác. nhưng mà người ta nói câu này này làm chính trị của nước mỹ đã ngoại trừ những vai trò quan trọng lắm thôi còn thường thường đó là họ cần phải đi tiệc tùng nhiều đi đám ma nhiều biết tại sao họ đó là những lúc họ thương lượng với nhau họ bảo là bây giờ ngày mai đó đi ra thảo luận tôi sẽ nhượng anh về cái chuyện đó nhưng mà mai sau này tôi có một cái dự án khác anh phải nhượng tôi nhưng mà nó có một cái điều luật là khi hội đồng thành phố ngày mai có biểu quyết một cái điều gì đó thì hai ông nghị viên tuyệt đối là không có được đi ăn đưa nhậu nói chuyện gì với nhau cả bởi vì sợ là thống đông đó là một cái nét đẹp của nước mỹ nhưng mà những người nào đã làm chính trị thường thường đang gầy ốm thì tự nhiên béo ghê lắm, bởi vì ăn <laughs> nhậu suốt ngay có đi lên dự một cái bữa tiệc chính trị của ông thống đốc Arnold Schwarzenegger thì biết ông có một cái thói quen là ông gọi là cigar party tức là hút xì gà với ông nổi tiếng hút xì gà mà báo chí tới quan khách tới thì họ bày một cái bàn dài này. tất cả là xì gà hết ăn một tí bánh uống một tí rượu vang xong ra chọn xì gà đó là lúc mà những cái người dân biểu tiểu bang uh, thượng nghị sĩ tiểu bang rồi các ông thành phố thành viết này nọ đã gặp nhau bắt đầu bá cổ để làm quen rồi sau đó là có thể mai sau nó có những cái thương lượng hoa chính trị với nhau đó là politics của nước mỹ nha. Thế thì um, ngân sách của quận hạt hay của từng thành phố đó có lâu lâu là bị hăm dọa là sẽ đóng cửa thành phố hay là đóng cửa tiểu bang tại vì không không có đủ ngân sách hay không um, nó chỉ cắt um, tiểu bang với hơi lại... oh, um, thành phố đó chúng ta nhờ ở Westminster chúng ta biết đấy rất nhiều lần những cái vụ cắt giảm ngân sách hoặc là sử, chi tiêu cho cảnh sát nhiều quá, chi tiêu sở cứu hỏa nhiều quá thì các hội đồng Thành phố là các nghị viên đó, họ sẽ thương lượng với nhau để họ cắt bớt thôi. Chứ còn đóng cửa thì không có như là liên bang. Ngày hôm nay thì có một cái bản tin về cái con biến thể Omicron. À, nó cũng lạ lắm quý vị ơi. Tại vì theo như CDC cho biết thì cái con biến thể này nếu mà nó là một cái biến thể mà nó không có giữ dành như là cái con biến thể Delta thì chúng ta cũng không nên lo lắng quá nhiều. Tại vì cho tới giờ phút này hơn 250 ca. À, được phát hiện đó thì đa số là những người bị phát hiện đều đã có những cái triệu chứng nhẹ mà thôi. Nó lây lan nhanh nhưng mà nó lại không có triệu chứng nặng đó. Thì cũng có thể đây là một cái tin tốt là tại vì những cái thuốc chích ngừa nó nó, nó 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 có cái 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 công hiệu của nó khi mà chúng ta hít ngừa đầy đủ. Nhưng mà càng ngày đó thì người ta phát hiện ra nhiều quốc gia có nhiều người nhiễm đặc biệt là ở California à, là người đầu tiên ở California nhiễm cái biến thể Omicron này à, sau khi à, thử nghiệm dương tính vào ngày 29 tháng 11 thì à, chính phủ à, ông Joe Biden ngày hôm nay ngày hôm nay hoặc là ngày mai thì sẽ có một cuộc họp và sẽ thông một một giờ trưa nay một một giờ trưa nay thì sẽ nói rằng là sẽ có những cái biện pháp nó khắt khe hơn nhất là du lịch từ nước ngoài vào trong Mỹ này là chích ngừa một ngày trước khi vào nước Mỹ chứ hồi trước tới giờ đó thì mình nghe đó là chích ngừa ba ngày trước khi áo à, âm thử nghiệm trước khi 3 ngày trước khi nhập cảnh vào hoa kỳ mà mặc dù là quý vị đã chích ngừa đầy đủ mặc dù quý vị là thường trú nhân của hoa kỳ nhưng mà cũng phải đi thử nghiệm ít nhất là 3 ngày trước khi nhập cảnh vào hoa kỳ nhưng mà nay rút ngắn lại là chỉ có một ngày mà thôi thì đó là cái dự định tính là trong cuộc họp báo ngày hôm nay ông sẽ đưa ra những cái biện pháp uh, nó cứng rắn hơn khắt khe hơn để mà ngăn chặn cái làn sóng của cái omicron này nó nhập cảnh vào hoa kỳ 1 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay tính theo giờ tại Washington DC thì Tổng thống uh, Joe Biden sẽ nói chuyện tại cái Viện National Institute of Health ở ngay gần thủ đô Washington. Đây là ba biện pháp ông sẽ nêu ra. Biện pháp thứ nhất đó là 150 triệu dân Mỹ mà hiện nay đang uh, có bảo hiểm sức khỏe tư nhân thì họ sẽ được uh, thử nghiệm cái loại mà, mà cái dụng cụ thử nghiệm có kết quả ngay nhưng mà insurance của họ sẽ trả tiền. À, chính phủ không có trả tiền. Cái biện pháp thứ hai là tất cả những người nào mà không có insurance và những người nào mà hiện nay đang à, uh, insurance sức khỏe của họ là Medicare từ vì 65 tuổi trở lên hoặc là Medicaid thì những người đó sẽ được cung cấp cái dụng cụ thử nghiệm nhanh đó, hoàn toàn miễn phí. Cái điều thứ ba là chính phủ của Tổng thống Joe Biden ở ngoài cái chuyện có những biện pháp gây gắt về vấn đề mà những người từ nước ngoài nước Mỹ vào nước Mỹ đó Chúng ta phân biệt thế này. Hiện nay, ngay cho tới giờ phút này, chưa có biện pháp mới đó. Thì một người từ ngoài quốc mà vào Hoa Kỳ, thì họ sẽ phải, ngoài cái chuyện mà chứng minh là đã trích ngừa rồi, họ phải có một cái tờ giấy cho thấy rằng họ đã thử nghiệm COVID-19 mà kết quả là âm tính trong 72 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay. 72 hours, tức là 3 ngày. Cái lệnh mới này này bắt đầu sẽ áp dụng sau buổi chiều ngày hôm nay đó là không còn 72 tiếng nữa mà là một ngày. Tức là ngày mai chúng ta lên máy bay từ Pháp để vào Mỹ thì chúng ta phải có một cái giấy mà có hiệu lực 24 tiếng là chúng ta đã test và kết quả là âm tính. Vào Mỹ xong thì nội trong vòng từ 3 đến 5 ngày chúng ta phải test hai lần nữa. Và thưa quý vị, đây mới là vấn đề là tổng thống Joe Biden muốn là sẽ chỉ thị mà dựa theo cái luật của hành pháp Mỹ tổng thống có quyền yêu cầu tất cả các hãng hàng không của nước Mỹ nếu mà bay trong chuyến bay đó mà có người nào đi từ các quốc gia mà hiện nay Mỹ đang ra lệnh giới hạn các quốc gia thuộc vùng Nam Phi Châu đó như là Mozambique vân vân thì cái hãng máy bay đó phải nộp một cái danh sách hành khách cho cơ quan của của chính phủ đó là vấn đề privacy nhưng mà chính phủ được quyền làm chuyện đó bởi vì họ muốn bảo đảm rằng trong chuyến bay đó có người nào từ những quốc gia mà đang bị giới hạn hay không bởi vì cái người đó có thể là cái nguồn lây nhiễm khi họ vào Mỹ đó là những biện pháp gay gắt lắm chúng ta sẽ trở lại vâng à, đúng như vậy là vì thưa quý vị đa số các quốc gia mà phát hiện ra người dương tính với lại cái biến thể mới là omicron đó thì đều là đến từ những quốc gia Nam Phi đó cho nên à, hiện nay đang có nhiều nước đang có những cái biện pháp nó siết chặt cái đường du lịch mà đến từ nam phi chúng ta sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng cảm hứng muôn nơi hãy đi tìm chương trình này được bảo trợ bởi mỗi sáng hãy tận hưởng ly premium roast coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Long Factory 714 444 9999 bạn so sánh Jean và Kim Thu Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 714 985 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một Crispy Chicken Sandwich chỉ 1 đồng. trở lại với phần ba của cà phê sáng ngày hôm nay thì trước lúc quảng cáo chúng tôi đang nói về cái biến thể omicron đó thì như anh Thái nói là một giờ ba trưa hôm nay thì chính phủ tổng thống Joe Biden sẽ có cuộc họp báo và sẽ có những cái phản ứng về cái biến thể này đang lây lan trên toàn thế giới như thế nào à, tuy nhiên đó và hôm thứ hai đó thì họ đã áp dụng những cái biện pháp như là à, cấm người du lịch từ Nam Phi và bảy quốc gia láng giềng vào trong Hoa Kỳ ngoại trừ thường chủ nhân hay là người quốc tịch Mỹ được trở lại nước đó. Còn ngoài ra vấn đề du lịch lại đang bị nghiêm cấm. Có người hỏi rằng là uh, cấm trong bao lâu thì chính phủ Joe Biden nói rằng tùy theo những cái thợ những cái điều kiện để mà họ có thể mở lại trong thời gian ngắn ngắn hay là thời gian dài thì đó là cái vấn đề biến thể Omicron. Nhưng mà ở bên châu Âu đó thì cũng có nhiều nước ở Liên minh châu Âu báo động là họ đã có nhiều trường hợp biến thể Omicron xuất hiện đặc biệt là những người đến từ Nam Phi mấy người mấy những người mà vừa mới đi du lịch ở Nam Phi trở về à, thì đã có những cái kết quả dương tính. À, tuy nhiên cho đến giờ phút này tới thì CDC thì vẫn với lại chính phủ của Joe Biden thì vẫn tiếp tục áp dụng những cái biện pháp để mà ngăn ngừa nó sự lây lan, không biết là nó có độc hại hay không nhưng mà họ nói rằng là ngăn ngừa cái sự lây lan càng sớm càng tốt. Và đặc biệt khi mà được hỏi là có phong tỏa trở lại hay không, nếu mà biến thể này nó lan rộng ra thì cho tới giờ phút này chính phủ joe biden nói rằng là sẽ không có phong tỏa à, tùy nhưng mà vẫn còn tùy theo cái mức độ là tại vì đang áp dụng cái chính sách là trích ngừa đầy đủ và toàn diện rộng để mà ngăn ngừa những cái biến thể trong tương lai nếu mà có nữa thì à, chứ chưa có nói tới chuyện phong tỏa ở bên châu âu thì à, cái những à, bên à, sáng hôm nay hình như là bên nước đức đó là có một cái thông báo mới là phong tỏa À, những người mà không chịu đi chích ngừa là cấm tới những cái nơi công cộng như là quán bar nhà hàng vân vân họ nói rằng là những người chưa chích ngừa thì không được tới những nơi đó thưa anh chưa có áp dụng cái lần đó bản tin mới nhất của phía bên đài BBC London và bản anh ngữ thì họ cập nhật mới mấy, mấy phút một đó thì thủ tướng Angela Merkel bà chỉ sắp sửa không còn làm thủ tướng nữa nhưng bà cho biết là will tức là sẽ thôi tại vì cần phải có quốc hội thảo luận về cái chuyện này chứ không phải là chính phủ làm được nếu mà quốc hội thông qua thì uh, những người mà không trích thuốc á, uh, sẽ không được vào những quán bar và nhà hàng vân vân nhưng mà cái vấn đề đó là nếu mà quốc hội của nước Đức uh, thông qua cái luật uh, bắt buộc phải trích thì nó sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022 chứ không phải là bây giờ cái điều kế tiếp là chính phủ của ông Boris Johnson tiến bỏ ra một cái khoản tiền để mua 114 triệu cái liều thuốc của uh, Pfizer và Moderna nhưng mà cũng năm 2022 mới có cái điều thứ ba là uh, giám đốc của Pfizer nói rằng với tình hình này thì họ có thể đi tới một kết luận khá là chắc chắc chắn rồi là mỗi năm chúng ta sẽ chích lần um, họ bảo rằng cần thiết cái điều đó tức là y hệt như là mỗi một năm thì các uh, cái nhà khoa học bảo rằng năm nay cái con virus cúm có thể là con như thế này thì họ chế ra cái loại thuốc vaccine cúm cho năm đó nhưng mà điều đó không nghĩa là chính xác 100% bởi vì nhiều khi chế một loại vaccine cho cúm này nó làm con cúm khác thì CDC của phía bên Mỹ và Pfizer nói với nhau rằng có thể sẽ phải chích hàng năm ông thủ tướng Boris Johnson của nước Anh thì nói uh, chấn an dân chúng là đừng có hốt hoảng. Năm nay Giáng sinh thì mọi người cứ ăn tiệc ăn tùng chứ đừng có hủy bỏ những cái bữa tiệc bởi vì thực sự uh, chúng ta phải nói thế này này cái ngôn ngôn ngữ đôi khi nó làm cho người ta dễ bị panic cái con Omicron uh, này gọi là loan trên toàn cầu bị 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 uh, cái gì đó bị lan truyền trên toàn cầu nó không đúng. nó chỉ có một số ít quốc gia thôi và cho tới ngày hôm nay chưa có một người nào tử vong vì con Omicron cả cho nên cái thống kê ngày hôm qua của mỹ đã họ nói rằng người mỹ họ xem cái chuyện con ông macron này không có đáng sợ như cái thời nó xảy ra vụ delta thành thử ra tâm lý dân chúng mỹ họ cũng bình thường lắm chúng ta phải thản thả nhiên trong cái chuyện này Thả nhiên hiểu theo nghĩa là chúng ta sẽ tuân thủ một số những quy định của chính phủ mang khẩu trang nếu cần thiết giữ dần cách xã hội nếu cần thiết rửa tay bình thường nếu cần thiết đừng bắt tay nhau là điều quan trọng người nào đã chích rồi thì trích thêm mũi mũi bổ trợ đã trích mũi bổ trợ rồi thì có thể yên tâm ở ngoài trừ chúng ta nhất định bảo là không tôi xem con covid này là không có thuốc thì nó không có bằng chứng khoa học nào cả thì có thể chúng ta lãnh hậu quả thôi chứ còn nếu mà đã có những cái biện pháp đó rồi đó life go on người mỹ người ta bảo là cuộc sống cứ phải phải tiến tới thôi chứ còn bây giờ chúng ta ngồi ở nhà rầu rĩ và không biết con omicron này nó là làm sao không được chúng ta vẫn phải đi gặp bạn bè vẫn thăm người thân giữ những quy định của các viên chức có trách nhiệm về y tế là yên tâm rồi. À, ngày hôm nay thì uh, FDA cơ quan quản lý uh, dược phẩm thực phẩm của Hoa Kỳ đó thì có nói rằng là uh, có một cái loại thuốc uh, đang nghiên cứu và sẽ được đưa vào danh sách uh, những loại thuốc dùng để uh, chữa trị covid 19 đó là cái tên thuốc là tôi nhớ là monopiva monupiravir Monopiravir thì cái loại thuốc đó uh, hiện tại đó thì họ nói rằng là chữa trị Covid một cách hiệu quả nhưng mà chưa biết là nó sẽ như thế nào trong tương lai uh, hiện tại đó thì nói về cái đó uh, ngày hôm qua thì như anh Thái có nói trong uh, cà phê sáng đó thì uh, thẩm phán tối cao của Hoa Kỳ đang họp để nói về cái chuyện phá thai uh, cái luật từ 1973 có modify lại, thay đổi lại hay là có sửa đổi gì trong đó hay không đó Thì hình như là ngày hôm nay là ngày cuối cùng để họ đưa ra một cái phán quyết chưa, phải không anh? Chưa, ngày mai Ngày mai, ngày, oh, ngày mai là học. ngày chót hả? Ngày mai không phải là ngày chót, ngày mai là ngày mà chính vị thẩm phán sẽ họp lại Để có thể đi tới một cái kết luận Rồi sau đó mới thảo luận tiếp tục vào sang năm thử xem cái vấn đề mà áp dụng chi tiết ra sao Chúng ta chưa biết là ngày mai cái phán quyết là như thế nào <laughs> Nhưng mà sáng nay đó thì uh, National Public Radio họ dành ra vào khoảng 20 phút họ phỏng vấn nhiều người, các giới chuyên gia và những câu chuyện về vấn đề mà uh, phụ nữ tại nước Mỹ liên quan đến phá thai đó, chúng ta sẽ thấy rằng nó không có đơn giản đâu. Uh, phóng viên của NPR có nêu cái câu chuyện của một uh, cháu bé mới có 12 tuổi thôi uh, sống tại Mississippi. Uh, cháu là nạn nhân của chính ông bố ruột tức là ông bố ruột đã hãm hiếp con bé này từ năm con bé 10 tuổi cho tới năm 12 tuổi thì nó bỏ. Tức là theo luật á là đứa bé này có bầu uh, theo định nghĩa là loạn luân bởi vì cùng một dòng máu. Uh, cái thứ hai là dưới tuổi vị thành niên thì giải quyết làm sao đây? Tại vì cái luật của bên Texas họ gây gắt tới một cái độ là nếu mà cái bào thai trong bụng của một một người phụ nữ đó mà đã tới 6 tháng rồi thì no matter what tức là trong hoàn cảnh nào chứ nữa cũng không được phát uhm, Lò dân thì sao? À, cái vấn đề sáng nay NPA họ nêu ra như vậy. Cái đứa bé này nó sẽ phải đối diện với một vấn đề. Là bởi vì nó bây giờ cái tuổi 12 này có cho nó phát thai hay không? Nếu không cho phát thai thì con của nó trong bụng đẻ ra đó. Nó là con của bố đó. Về phương diện y học mà cái đó là họ chứng minh rất rõ ràng rồi loạn luân thì thường thường bào thai ra hoàn toàn không khỏe mạnh nếu không muốn nói là có rất nhiều chứng bệnh thì một đứa bé sinh ra đời và rất nhiều chứng bệnh như vậy do hậu quả của cái chuyện loạn luân đấy cái đứa bé đó cuộc sống nó ra sao về mặt tinh thần của nó về mặt thể chất của nó và ai chịu trách nhiệm về cái đời sống của nó suốt cuộc đời đó đó là những vấn đề mà tôi cao pháp nguyện sẽ phải tranh cãi cũng như anh trường có để ý có một cái bệnh mà người ta gọi là bệnh mongolian không? em nghe cái đó mà không, không không hiểu là ok Mongolia tức là người Mông cổ mà Mongolian nó là một cái bệnh mà đứa bé bị Mongolian tại Việt Nam đứa bé bị bệnh Mongolian tại úc đứa bé bị bệnh Mongolian tại ý tại bất kỳ nơi nào trên thế giới Nét mặt nó giống như thế nào mắt nó xếch lên như mình à. Môi nó mở ra như vậy và thường thường những đứa bé đó uh, chúng tôi sẽ trở lại cái chuyện này một chút xíu và nó rất là quan trọng cho cái uh, hiểu của chúng ta về cái lý do tại sao cần tranh cãi về cái chuyện phá thai không phá thai. Vâng, à, sẽ trở lại sau một ít phút bảo trợ cà phê sáng hôm nay. Cảm hứng muôn nơi, hãy đi tìm! Chương trình này được bảo trợ bởi Mỗi sáng, hãy tận hưởng ly Premium Roast Coffee vừa mới pha tại tiệm McDonald's có tham gia Loan Factory 714 444 -999. Khách bạn so sánh Jean và Kim Thu Jewelry là nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 ở hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Mua bất cứ khẩu phần combo nào tại tiệm McDonald's sẽ được một Crispy Chicken Sandwich chỉ một đồng. Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày thứ năm ngày 2 tháng 12 ngày hôm nay đó thì chúng tôi đang nói về cái vấn đề phá thai và như anh Thái nói là sẽ trở lại với cái bệnh Mongolian à, mà cái bệnh đó thì nước nào cũng có hết và tại sao cái cái bệnh đó thì nó lại liên quan tới cái vấn đề mà gọi là cái luật chống phá thai hiện nay đang được bàn cãi thưa anh? Thực sự ra cái chuyện mà chống phá thai hoặc là ủng hộ phá thai phải nói lại như vậy. À, cái cuộc thảo luận hai ngày hôm nay tại tòa các pháp viện Mỹ đó họ nêu ra hai cái chủ đề. Trong tiếng Anh gọi là pro choice or pro life. Pro choice là để cho người phụ nữ được quyền quyết định và chọn lựa trên cơ thể của mình. Còn pro life là không có đặt vấn đề đó ra, chúng tôi không muốn có chuyện phá thai. Thì đó là cái cuộc thảo luận hiện nay tại uh, tôi các pháp viện nhưng mà đó là tổng quát thôi khi đi vào chi tiết ấy, người ta mới hỏi là tới bao nhiêu tháng thì không được phá thai trong trường hợp loạn dân có được phá thai không trong trường hợp một đứa bé mà hội đồng y khoa bác sĩ ba bốn người trần bệnh cho bà mẹ nói rồi con của bà nó bị một cái bệnh mà khi sinh ra đời đó cả cuộc đời nó còn lại nó không khỏe mạnh nó không hạnh phúc nó bị tinh thần nó bị thể chất bản thân bà cũng sẽ bị những cái hậu quả sau đây your choice Bây giờ cái quyền là chọn lựa của bà. Pro choice, pro life là cái quyết định của bà. Thì lúc nãy chúng tôi có đề cập tới một cái bệnh gọi là bệnh Mongolian ấy. Bởi vì tất cả những đứa bé sinh ra trên cái quả đất này nếu mà mẹ bị cái cái down syndrome đó mà sinh ra một đứa bé bị mắt xếch lên như vậy, môi dày, uh, trí tuệ không phát triển được như là một đứa trẻ và tuổi thọ tối đa mà khoảng 30 tuổi. Thì cái bệnh đó người ta gọi là bệnh liên. Tất cả những đứa trẻ trên quả đất này sinh ở nước nào mà bà mẹ bị cái đau sinh trùng đó thì đứa con sinh ra đời có cái nét mặt giống như người Mông Cổ. Thì bây giờ với những trường hợp mà bây giờ bác sĩ họ nói rất rõ ràng là với những cái này đó bằng chứng y học cho thấy là thử nước ối này thử cái gì ở đầu gối vân vân á thì bà sẽ sinh con ra và cái nguy cơ mà đứa bé nó bị một số những bệnh sau đây thì bà quyết định sao? Đó là tôi các pháp viện sẽ phải thảo luận tới. Nó không đơn giản, nó không chỉ là cái chuyện như là bia tôi các pháp viện uh, xin lỗi quý vị như là bên Texas ông thống đốc rất Red bọt ông bảo rằng tới 6 tháng là stop không có đặt vấn đề gì nữa ra hết. Dù là loạn luân, dù là bị đau syndrome là không được quyền phát thai. Nhưng mà đó là bây giờ cái quyền người phụ nữ, họ bảo là tôi đẻ ra trên cuộc đời này, tôi hiện diện trên quả đất này. Tôi được quyền chọn cái hạnh phúc và sự khổ đau cho cá nhân tôi thì bây giờ bác sĩ của tôi họ đã nói rằng tôi đẻ con ra thì con tôi nó sẽ bị như thế này ông thống đốc ông có quyền gì để ông bảo rằng tôi sẽ chịu đựng suốt cuộc đời tôi với một đứa con mà nó cũng không hạnh phúc và bản thân tôi lo lắng cho nó tôi bị depress tại sao có những người mẹ mà họ giết con hoặc là họ đưa ba bốn đứa con đi ra một cái xe họ lao xuống hồ bởi vì họ depress quá đi thì đó là những cuộc tranh cãi mà không có tính cách bình thường mà đó là đạo đức với lại khoa học. Tại sao nước Mỹ tranh cãi cái chuyện này nặng? Cứ mỗi lần bầu cử, bầu kéo là người ta hay đặt vấn đề này ra. Nó có yếu tố tôn giáo. Đã một cái gần như là tuyệt đối của nước Mỹ đó là những người theo người là thiên chúa giáo. Dù họ là phản thể, tức là Protestant hay là Catholic như là ông Joe Biden. Ấy, thì những người đều tin một cái điều là chỉ có thượng đế mới được quyền quyết định rằng một người sống hoặc một người chết. Con người không được quyền quyết định trên sinh mạng của người khác. Cho nên nó bắt ràng vào cái chuyện hiến pháp của nước Mỹ. Chứ còn nếu không á thì mọi việc nó sẽ tương đối nó nó, nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng bởi vì nó đơn giản, cho nên nó có thể đi tới một cái việc quá đà là người ta gọi là sống một cách nó buông thả quá, nó phóng túng quá không biết anh Nguyễn Trường có để ý không tôi cứ đi làm tôi thấy rằng tại quận Cam này này uh, có những cái xe chở mười mấy người những em nhỏ 13 14 tuổi đi gương mặt giống nhau lắm mà bị mung ngô liên và có một ông ông hoặc một bà làm việc cho sở xã hội dẫn các em đi ra ngoài công viên không à, và các đoàn xe như vậy có nhiều khi ba bốn nhân viên xã hội lo cho các em ăn để đi chơi ngoài công viên đó là những khoản tiền kinh khủng mà chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang trả thì những cái chuyện này sẽ được thảo luận hết á bởi vì nó chỉ không đơn giản là um, yes or no trong cái chuyện nó cái cái danh giới nó nó, nó mơ hồ lắm, không, người ta có thể đặt ra một số những trường hợp nữa là bây giờ người ta bảo rằng uh, nếu mà tôi ca pháp viện phán quyết là modify tức là uh, gọi là chỉnh chỉnh lại một phần nào đó cái đạo luật uh, 1 hoặc là hủy bỏ nó thì bây giờ cái quyền tiểu bang là sao? Chúng ta có 50 tiểu bang nước Mỹ và một số những lãnh thổ tự trị Vấn đề là năm tiểu bang nước Mỹ đó Đảng Cộng Hòa quyết định sao Đảng Dân Chủ quyết định sao Hai phía là những hai cái lập trường khác nhau Về cái chuyện Pro-choice and pro-life Và câu chót Chúng ta đừng nghĩ rằng Đảng Dân Chủ là cổ xíu phát thai Không có Đảng Dân Chủ là những người nói rằng Chúng tôi tôn trọng Cái quyền của người phụ nữ Được quyết định trên cơ thể của họ Chứ còn cái chữ cổ suý tức là encourage à, tức là bỏ phá thai đi phá thai đi phá thai đi thì đó là khổ suý còn không đảng dân chủ họ chỉ bảo rằng nếu bà bảo rằng bà quyết định cái chuyện đó thì thật do choice hồi nãy anh có nói là tiểu bang texas là tiểu bang mà nó có những cái đạo luật về phá thai đó nó nó từ nó, tháng 9 năm rồi nó gây gắt thế thì tại sao cái người 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 mà muốn phá thai ở texas đó họ không đi qua tiểu bang kế bên tiểu bang kế bên nó lẹ hơn không đơn giản driver license anh vâng, à, tức là nó còn có anh, anh phải cái... có cái um, là cái nơi cư trú thường trực của anh chứ đâu phải anh muốn đi loạn như vậy thì nó dễ lắm và nó chưa kể cái này nữa cái này mới là vấn đề của Texas là một người dân bình thường được quyền tố cáo với cơ quan an ninh rằng cái cơ sở đó đó đang thực hiện cái chuyện phá thai cho người khác và một cái số người này đã có những âm mưu đi qua tiểu bang khác phá thai mặc dù họ là cư dân của Texas ôi đó ừ. mới là vấn đề tranh cãi của Texas cho nên người ta bảo là hay là Mississippi mấy ngày hôm nay chẳng hạn họ bảo là tới 15 tháng là không được phát thai nữa. 15 tuần, 15 tuần. tôi lộn, tôi lộn 15 tuần là không được phát thai nữa. Thì bây giờ 15 tuần là bao nhiêu tháng? 3 à, tháng rưỡi, 3 tháng rưỡi. Texas tới 6 tháng, mà Mississippi bây giờ còn lại còn rút ngắn cái thời gian đó lại. Cho nên cái case mà được thảo luận nhiều nhất từ qua tới giờ đấy là cái trường hợp tại Mississippi. Để quyết làm sao mình chưa biết. Nhưng mà thưa quý vị còn ít phút nữa cho phép chúng tôi nhắc cái này này. Đây là cơ quan uh, bưu điện của Mỹ, US Postal uh, Service nhắc nhở chúng ta là nếu chúng ta muốn cái quà Giáng sinh của chúng ta gửi bằng bưu điện mà đến tay người thân, bạn bè đó uh, vào dịp Giáng sinh thì đây là một số điều kiện sau đây. Nếu mà chúng ta gửi bằng hệ thống USPS thì ngày chậm nhất chúng ta phải mail cái thùng đó ra là 15 tháng 12. Nếu chúng ta gửi first class tức là gọi là cái gì nữa? Hàng nhất. Hàng nhất đó Bill hạng nhất nhất thì ngày cuối cuối cùng là 17 từ tháng 12 nếu chúng ta gửi cái thùng và bằng first class cũng là 17 tháng 12 gửi priority mail thì 18 tháng 12 gửi priority mail express hay là 23 24 tháng nơi có hai tiểu bang mà chúng ta cần phải để ý là Alaska và Hawaii bởi vì khoảng cách nó xa quá nếu mà chúng ta gửi bằng bình thường á uh, USPS thì ngày hôm nay là hạn chót để gửi để thì cái thùng quà sẽ tới được còn nếu mà gửi bằng first class mail thì là 18 tám uh, priority mail 18 December 21 là dành cho priority mail express Hawaii 17 December là dành cho first class và priority mail và ngày 21 là dành cho priority mail express Cảm ơn quý vị theo dõi trong suốt tiếng đồng hồ vừa qua với cà phê sáng ngày thứ năm ngày hôm nay và ngay sau cà phê sáng sẽ là thời sự thế giới trực tiếp cùng với Hoàng Trọng Thụy và Thảo Yên. Xin chào quý vị, xin chào anh Sái. Xin kính chào quý khán giả và chào anh Nguyễn Trường. cảm hứng muôn nơi hãy đi tìm